대박. Nhìn tổng quan thì mỗi cách đánh sáng sẽ cho bức ảnh của bạn một cái nét nhìn khác nhau, một cái cảm xúc khác nhau. Good morning. Good morning. Chào mừng các bạn quay lại với Chụp cùng Win Ideas. Đây cái content của bạn rất là mong chờ. Sáng nay chúng ta đã phải từ 5 giờ mấy là dậy rồi. Mình rước hàng chứ mình chạy ra đây luôn. Với lại thêm một cái nữa là hồi nãy trên xe em nói là gì? Mấy giờ em vô ca làm? 9 giờ. Bây giờ là 6 giờ rưỡi phải không? Nhưng mà 9 giờ vô nghĩa là đâu thể nào mà 9 giờ mình bắt đầu đi được đâu phải không? Đúng rồi. 8 giờ rưỡi gì đó. 8 giờ 8 rưỡi đi, nghĩa là chúng ta chỉ có 2 tiếng để vừa chụp vừa quay concept này. Mà mình đang có rất là nhiều điều để hướng dẫn với bạn. Gấp. Hôm nay chúng ta có một cái setup rất là đơn giản. Một buổi chụp, một cái concept rất đơn giản ha. Hàng mặc đồ cũng đơn giản luôn. Ý em là nó phức tạp quá hả? Trời ơi, người ta lựa đó, người ta cũng phải lựa đó trời. Ý mình ở đây là cái concept này rất là đơn giản ha. Mình chỉ là mình chụp thôi, mình không có làm gì cầu kỳ hết á. Mình không có cần phải đi bơm hồ bơi, mình pha nước kiểu. Mình cũng không có đạo cụ gì hết trơn ha. Chỉ có người ra đứng chụp vậy thôi á. Đơn giản, tại vì sao? Nó càng đơn giản thì bạn sẽ càng dễ hiểu về cái vấn đề này. Hôm nay vấn đề rất là quan trọng. Hôm nay cuối cùng Hằng cũng được chụp ngược sáng với bạn. Trước đây là mình đã có những cái clip về ngược sáng rồi, nhưng mà hôm nay nó đặc biệt hơn. Đó là chúng ta sẽ dùng thêm một tấm phản. Tại vì sao? Khi mà bạn chụp chân dung ngược sáng á, thì tất nhiên là nguồn sáng sẽ ở sau lưng mẫu ha. Và mẫu sẽ bị mất đi những cái ánh sáng cần thiết để cho cái mặt mẫu nổi lên. Nói thẳng ra là mặt sẽ ở trong shadow á. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bù lại cái sự thiếu sáng đó. Đó là tấm phản, hướng dẫn sử dụng phản cho đẹp nhất. Hôm nay chúng ta được thần mặt trời ủng hộ ha. Vị thần thời tiết ủng hộ, thời tiết nay rất là đẹp. Mặt trời đang lên rất là đẹp rồi. Cỏ thì sương động nó kiểu lấp lánh, nó phản chiếu lên, nhìn nó cứ... Cho nên bây giờ chúng ta phải tận hưởng, phải tận dụng được cái ánh sáng này gấp lắm rồi. Nãy giờ mình nói chuyện một xíu thôi mà mặt trời lên thêm 5 xăng rồi các bạn. Nó càng ngày nó càng nhích lên cho nên gấp lắm rồi. Chào khán giả thân thuộc. Đó, làm dáng đi cưng. Ok, hiện tại bây giờ mình mới vừa cầm cái lens 85 và cái A73 này đặt lên nhìn vô Hằng qua cái ống kính này. Với cái nắng bây giờ thì mình cảm thấy là ôi quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ dùng cái phản này ha. Mình sẽ chụp một tấm có phản và tấm không phản để bạn có thể so sánh ngay bây giờ. Mình biết là lâu lắm rồi tụi mình mới làm một tập mới của Chụp cùng Win Ideas. Thực ra đây là cái loại content, cái series mà mình thích làm nhất ở trên kênh này. Bởi vì ở cái content này mọi thứ đều rất là thoải mái và tự nhiên. Và các bạn, những người xem có thể đi cùng với tụi mình ở xuyên suốt một buổi chụp. Bạn có thể quan sát được mọi thứ. Và trong suốt những cái video này sẽ có những cái mẹo nhỏ thực tế mà các bạn có thể đem đi áp dụng lại trong những buổi chụp của chính bạn. Ok, cho phản vô đi. Tấm phản này chúng ta sẽ có nhiều mặt ha. Chúng ta có mặt bạc và mặt đen. Rồi bên trong khi mà mình mở ra nó sẽ có mặt vàng và mặt trắng nữa. Mình sẽ sử dụng cái mặt bạc trước ha. Sau đó mình sẽ mở ra cái mặt trắng mình xài sau. Mặt bạc này thường là phản chiếu ok nhất. Tại vì nó không có làm đổi màu ánh sáng nha. Với lại nó khá là sáng nha. Khi bạn xài này rất là đơn giản. Bạn chỉ cần đặt ngay trước mẫu. Bạn nhìn những cái vùng sáng. Ồ, những cái vùng tối chứ. Bạn nhìn coi những cái vùng tối nó có fill vào được hay chưa. Với lại hơi mỏi tay nha. Rồi làm dáng đi em. Thường thì khi chụp mẫu với một cái bầu trời sáng cháy như vậy thì mình sẽ chọn những cái góc máy cao ngang cỡ mặt hoặc là tầm mắt mình luôn để mà loại bỏ cái bầu trời sáng cháy đó ra, để ảnh có thể đồng đều với nhau về độ sáng. Còn nếu bạn lấy trời quá nhiều thì nó chỉ là một vùng trắng xóa thôi, nó không có gì thú vị cả. Ok, và hiện tại trong tóc Hằng đang có những cái glow rất là đẹp. Rồi cái lens 85 mình nó đang flare một tí nữa. Ok luôn, quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Ồ. Ok. Okay, mình vừa chụp rất là nhiều tấm đẹp rồi ha. Mình không thể ngờ là chỉ cần ra đây đứng giơ máy lên chụp đúng 5 phút đồng hồ là có rất là nhiều hình đẹp. Rất nhiều với các bạn. Nói chung là mình nghĩ là cái nhiếp ảnh này mấy bạn canh thời gian thôi. Nhiếp ảnh với ánh sáng tự nhiên nha. Là phần lớn là ở cái phần mà bạn canh thời gian thật là chuẩn. Mấy bạn có mặt đúng nơi, đúng thời điểm ánh sáng đẹp nhất là hình bạn đẹp à. Và kiếm mẫu đẹp nữa. Khi mà bạn chụp ngược sáng như vậy nè thì thường là cái nguồn sáng nó nằm ở phía sau đúng không? Thì
thì nguồn sáng này sẽ không thể nào đánh vào mắt của mẫu được, cho nên là mắt nó thường bị khá là tối, nó không có chi tiết, hoặc là nói đơn giản là nó không có cái catch light, cái ánh sáng hắt ra từ trong mắt mẫu. Và cái ánh sáng hắt ra này nè là cái làm cho hình của chúng ta có hồn, cái mẫu chúng ta có hồn, nhưng mà chúng ta lại để nguồn sáng ở đằng sau rồi không có cái catch light này thì không thể nào người chụp ra có hồn được hết á. Cho nên chúng ta mới dùng cái phản này. Cái phản này thứ nhất là bạn có thể phủ được lại cái vùng tối bằng những cái ánh sáng hắt ngược lại, và thứ hai là nó sẽ mang lại cho mẫu cái catch light đó ở trong mắt. Ánh sáng sẽ được từ mặt trời hắt vô cái phản, hắt ngược lại vô trong mắt mẫu rồi hắt ngược vô trong cái ống kính bạn. Rất là nhiều sự vật lý ở đây. Ấy như bạn có thể nhìn vào mắt Hằng. Mắt Hằng thì hiện tại ở trên trời sáng thì ở vùng trên nè, chúng ta có một tí highlight rồi ha, có cái catch light đó. Nhưng mà nếu mình phản thêm vô nữa thì bạn sẽ thấy được là những cái vùng tối á được fill real rất là tốt, có thể là gọi là sáng gần bằng với lại cái background nữa. Và ngoài ra thì mắt nó sẽ thêm một cái vùng catch light rất là lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ chụp tiếp ha, mình phải tận dụng hết sức cái ánh nắng này, cái ánh sáng hôm nay này. Đối với các bạn thích chụp hình với ánh sáng tự nhiên thì một khi bạn đã làm chủ được với những cái thông số và bạn đã tự tin với khả năng soạn bố cục của mình rồi thì một kỹ năng rất quan trọng khác là bạn cần luyện cho mắt mình khả năng nhìn được ánh sáng và làm thế nào để sử dụng những nguồn sáng có sẵn để khiến cho chủ thể mình đẹp nhất. Cho nên tập này mình sẽ nói về ánh sáng rất nhiều. Về chụp ngược sáng thì cách đây mấy năm mình đã làm một cái video nói rất là rõ vấn đề này rồi, cho nên hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm với nhiều thứ ánh sáng khác nhau. Và các bạn cũng đừng quên là khi chụp chúng ta cần chụp nhiều góc độ nhất có thể, chúng ta có thể tới gần và ra xa để mà mình có được cái sự đa dạng về hình ảnh. Mình nghĩ tấm phản này là một trong những cái đạo cụ mà bạn nên có nhất và một trong những cái đạo cụ húp giúp đỡ bạn nhiều nhất luôn. Nhưng mà tại sao ở cái kênh này mình rất là ít xài những cái tấm phản như vậy? Tại vì xài với nó rất là cực với bạn. Bạn tưởng tượng mình cầm một cái lens tele đi mà bạn phải cầm một cái này bên tay kia, cầm cái máy bên tay này và bạn chụp kiểu này nè. Nó rất là nặng, nhưng mà đổi lại thì kết quả ảnh của bạn sẽ rất là đáng nha, rất là đẹp. Hoặc đơn giản là bạn kiếm cái gì đó cho nó dựa vào thôi. Còn xịn nhất là có ai đó đi theo để mà cầm giùm bạn luôn. Chụp ngược nắng nhiều rồi thì bây giờ mình sẽ đổi hướng ánh sáng, đánh từ bên cạnh. Với kiểu chụp này thì một bên mặt của mẫu sẽ được đánh sáng và bên còn lại thường nằm trong shadow. Độ tương phản của ảnh của bạn rất là cao, màu sắc sẽ rất là sặc sỡ. Khi đặt mẫu ở hướng sáng này mà nguồn sáng của các bạn quá mạnh thì các bạn hãy coi chừng cái hướng bóng đổ. Với nguồn sáng gắt như mặt trời này thì những cái đường bóng sẽ rất là rõ rệt. Đừng để bóng đổ ở dưới mắt, tụi mình gọi đây là mắt cấu trúc. Để tránh được cái hiện tượng mắt cấu trúc này thì mẫu sẽ cần phải ngước mặt lên một tí. Và đồng thời các bạn cũng cần để ý cái bóng ở mũi. Bạn hãy đặt mẫu như thế nào mà đừng để bóng mũi quá dài. Còn nếu các bạn có thể hạ được nguồn sáng xuống cho nhiều nhẹ lại thì kiểu chụp này sẽ tuyệt vời. Cái tay anh đi đâu em xoay thôi đó đi. Đây à. Ngay đây cái bóng mũi của mẫu nó khá là dài nè. Nó tạo ra một cái hình khá là khó chịu ở trên khuôn mặt. Nhưng mà khi mà mẫu xoay nhẹ một tí thôi là nó lại đẹp liền. Bây giờ chúng ta sẽ đổi qua chụp ánh sáng trực diện, ánh sáng đánh thẳng vào mặt mẫu luôn. Các bạn cũng đừng ngần ngại gì với kiểu ánh sáng này cả. Nó sẽ tạo ra cảm giác rất là editorial ha. Nhìn vào ảnh có cảm giác rất là thời trang. Và thực ra là những cái người nhiếp ảnh thời trang thì họ cũng sử dụng ánh sáng trực tiếp rất nhiều. Đánh sáng kiểu này thì tương phản hình của bạn rất là cao, màu sắc cũng sặc sỡ luôn. Và trong mắt của mẫu do có quá nhiều ánh sáng đánh vào cho nên rất là nhiều chi tiết ha, rất là nổi bật. Chúng ta sẽ có một vùng shadow ở dưới mặt của mẫu làm cho mặt có cảm giác thon gọn lại. Nghe nó xịn vậy nhưng mà vẫn có một vấn đề ha, là các bạn phải tránh không để bóng của mình nằm ở trong khung ảnh. Và ngoài ra thì mắt mẫu sẽ hơi nhiều bởi vì phải nhìn vào cái vùng sáng quá là chói. Các bạn chụp cho đã cái phần ngược nắng rồi đó mà các bạn muốn chụp với lại nắng trực tiếp á, và bạn cảm thấy cái nắng này nó quá chói đi, thì bạn luôn luôn có thể với cái tấm phản mà mình nghe hồi kỳ mình mua, mình nhớ là 6:1, 7:1 gì đó, thì bạn sẽ có option là lột cái vỏ ngoài ra, lột cái vỏ màu bạc, màu đen, màu vàng ra, mình sẽ có một cái tấm trong ở trong. Và tấm này có khả năng lọc ánh sáng rất là tốt ha. Ánh sáng khi mà đi qua được cái tấm này nó sẽ rất là mềm mịn, nó đều ra nữa. Và mình sẽ dơ nó như vậy trong buổi chụp ha. Nó sẽ nằm ở mặt ở bên trên mẫu để mà lọc ánh sáng đi qua. Đây là mặt Hằng với ánh nắng trực tiếp chiếu vào, rất là tỏa sáng ha. Nhưng mà chúng ta không cần cái sự tỏa sáng này, chúng ta cần nó dịu lại. Ánh sáng mặt trời khi qua tấm này nó sẽ dịu lại rất là nhiều ha. Và mọi thứ đều với nhau. Thực ra là tùy ý độ bạn chụp thôi, mình không có bắt buộc gì hết. Các bạn thích hình của mình nó nổi bật lên ha, có những cái highlight sáng đẹp ở trên mặt thì cứ như vậy mà chụp. Hoặc là các bạn muốn mẫu đều mặt thì đặt phản lên.
Các bạn đi chụp hình với mình thì mình sẽ rất là nhiệt tình ha. Các bạn có thấy là sự cực khổ của mình rồi đó. Ánh sáng khi đi qua miếng vải màu trắng này nó sẽ dịu lại. Và khi tới được mặt mẫu thì ánh sáng này sẽ rất đồng đều. Mặt mẫu sẽ không còn những cái nét bóng đổ gắt nữa. Với cái mẹo này thì người và background sẽ sáng đồng đều với nhau ha. Nhưng mà có một cái là các bạn phải rất là coi chừng cái bóng của mình ở trong ảnh. Nãy giờ mình dính cái bóng hơi nhiều rồi đó. Nhìn tổng quan thì mỗi cách đánh sáng sẽ cho bức ảnh của bạn một cái nét nhìn khác nhau, một cái cảm xúc khác nhau. Các bạn hãy tự thí nghiệm, tự trải nghiệm những cách đánh sáng này. Và tùy vào mỗi concept mà bạn chọn là cách đánh sáng hợp lý nhất. Hôm nay có gọi là ngược nắng thành công chưa? Thành công rồi, em thấy có cái gì đó, blur sơ tóc. Bây giờ là 7 giờ rưỡi đúng ha. Hôm nay mình cứ nghĩ là chụp lâu lắm. Thắng quay phim mà ngồi nhịn trâu không các bạn? Không hiểu tại sao nữa. Sợ trâu hút. Nó có cái deadly eye. Chắc tôi như đây. Nó đòi hình á. Nó có một cái ánh mắt rất là deadly. Tổng thể hôm nay ha, chụp khá là ổn. Thời tiết rất là ủng hộ tụi mình ha. Không như mấy lần trước. Lần trước đi lúc nào đi với hàng chụp cũng là thời tiết trời nhiều mây hết á. Nhưng mà hôm nay là lỗi của em hả? Sáng nay tôi phơi nắng rất là nhiều mấy bạn. Trâu rượt nè mấy bạn. Đó là dành tôi tiếp. Và đó là clip hướng dẫn chụp ngược sáng của tụi mình ha. Và thêm một tấm phản nữa. Mong là các bạn đã học được gì đó về tấm phản này ha. Và chụp hình về tổng thể. Rất cảm ơn các bạn vì đã luôn luôn tiếp tục theo dõi kênh này. Các bạn hãy nhấn like, nhấn subscribe. Để lại cho mình một cái comment nữa. Để mà video của mình có những cái tương tác. Để mà chiến thắng được thuật toán của YouTube. Thuật toán YouTube hiện nay rất là gắt với bạn à. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin chào. Và hẹn gặp lại vào video lần sau. 4:37 là em đã có thức. Nhưng mà tới 5 giờ em mới thực sự tỉnh táo để bước xuống giường. Mới có cái hư. Đó, xong rồi 5 giờ 4 mấy là bắt đầu đi. Hằng hẹn là 5 giờ rưỡi mình qua mình rước ha. 5 giờ rưỡi mình mới lên xe mình chạy. Anh còn để cái on my way nữa.